luôn đó. Rồi đừng hát đi. À, giới thiệu với mọi người anh trai này từ Bình Phước đến mua hoa với lại trái cây dâng cho chú, mà rất là thích chú Vũ Linh luôn. Trong người là lúc có máu văn nghệ rồi. À, chị cắm vô đại đó chị. Anh chị đến từ Bình Phước, hình như mình nghĩ chắc còn có hai vị khán giả này. Cuối cùng luôn á, giống như hai vị khán giả cuối cùng chị biến chú á. Chiếu chiều quấn chú chạy chiều rồi. Chiều rồi. Mặt trời là sập xuống rồi quấn chú chị nè, thấy không? Quất bóng cây rồi. À, anh thắp nhang xong anh sẽ hát tặng cho chú một đoạn cải lương, hát cái giọng giống chú Vũ Linh hồi nãy vợ anh nói đó. À, đúng tụ đó cô chú, được không anh? Chạy. Ở phía trước Hân Trần nhận thấy là rất là nhiều trái cây, bánh bía với lại còn là đồ ngon không à. Ảnh mới mang tặng bơm nè mọi người. Ảnh đang khấn vái ha, cầu xin chú điều gì. Máu văn nghệ trong người ảnh có. Dạ chào anh nha. Cái hôm mà chú mất là anh lên làm được chưa? Không, giờ mới có dịp đi ngang lên. Dạ. Anh hâm mộ chú chắc từ lâu lắm rồi ha. Lâu lắm rồi, hồi nhỏ bây giờ đóng như cái tuồng Mặt Cổ Dương nè, rồi lên đi nã, làm chi nã, rồi Độc Thủ Đề Hiệp, kêu Độc Thủ Đề Hiệp thì nó lâu lắm rồi. Tuồng. Dạ. Tuồng. Anh có nhớ nào mấy trích đoạn của chú không? Anh hát có thể tặng chú được không? Chung một tim yêu rồi nhiều lắm. Dạ. Xin tặng cho chú Linh một bài. Dạ. Hay dở đây. Đây là hơi cho chú đứng, mình lấy cái bạch đào sau cái mẫu chú này. Đây hơi. Anh đến anh về bật qua đây này đó, đấy. Đó. Quay cho luôn. Rồi anh về bật em nè. Anh đó, đó anh đứng vậy đó. Đó trên lưng mẫu chú. Anh về ca hả? Dạ, anh ca đi dạ. Đừng Trang ơi em đừng nói tiếng chi vôi mà làm cho anh đau đớn. Khi đã yêu nhau anh bền lòng chung thủy, em đừng nghĩ cao sang có thể làm cho anh lỗi ước dâu. Thề đôi tay quá đúng 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 Trang luôn. Nguyện có cao xanh anh chọn chữ chung tình, thì em ơi đừng để cho lòng mình lo sợ sẽ mất đi nụ cười trong ngày tao ngủ đôi ta. Dù ở phương trời cách trở xa xôi, nhưng anh vẫn trông về miền quê hương con người yêu bé nhỏ. Nhưng đã chung tình chặt giả chờ mong và lo cho mẹ anh không một chút phiền. Rồi đây tình mình không xa nữa đâu em đừng buồn, cho sắc hương nhạc phai anh sẽ gần em tròn câu chung tình ơi người tình đời. Lòng em nguyện lòng trao câu thủy chung cho người, em quyết không hề phai mong muốn ngày mai tròn câu giờ hiền nơi người tình đời. Không xa đâu em và chẳng còn bao lâu nữa, khi tiếng pháo tân hôn sẽ vang khắp quê mình. Rồi chừng đó hai chúng ta sẽ kề sát bên nhau, bên bàn thờ tổ tiên mình thề câu chồng vợ. Nước sông khi lớn khi rộng, hai ta cách trở nhưng lòng không xa. Ôi quá tuyệt vời. Quá này, rất là giống chú cậu Năm luôn á. Ôi quá tuyệt vời. Thôi anh nghĩ tí xíu làm bài nữa, làm câu nữa. Thôi anh cái này quá đi xưa đó, giống rất giống cậu Năm mới đúng đó anh. Dạ hát hay quá, hát hay quá.
Đây là lời nói chiếu rồi. Dạ tình bước chiếu anh hết, anh đắp phim phiên bản của cái giọng của chú cậu Năm đi. Cái giọng của chú cậu Út Trà Ôm khác rồi, bây giờ phiên bản của chú Vũ Linh á. Phiên bản Vũ Linh mới hay. Chú đứng sát sát một chú này đó. Là chú cậu Năm độ ông dữ dằn luôn á. Tặng cho chú. À, đứng ngay chỗ này cảm xúc mới mạnh mới dâng trào nha bà con. Đó. Rồi bây giờ anh cứ để anh tự nhiên đi, anh cứ tự nhiên nhất đoạn này anh hát đoạn đó. Mang chiếu của Vũ Linh ha. Dạ tên Vũ Linh, dạ thì bà Vũ Linh. Hỏi chiếu Cà Mau như màu tươi thắm. Công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu, chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Hỏi tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Trời ơi đôi chiếu Cà Mau vẫn còn vẹn nguyên tươi thắm như mối tình đầu thơ mộng. Mà sao thân xác em giờ đây đã vùi chôn dưới đất lạnh quang tàn. Nước mắt từ đâu ràng lụa trái đôi hàng. Hình ảnh năm xưa với làng môi tươi thắm, chiếc áo bông hường gió lòng giữa chiều xuân. Tôi quay về trong giấc ngủ cô đơn, lòng thấp thỏm những mong ngày tái ngộ. Nhưng mộng ước đã hai lần tan vỡ, em đã ra đi ở giữa đổ xuân thời. Tiếng chuông chùa nơi Phật tử điểm ngân nga, sương buông lạnh trên đầu cây ngọn cỏ. Ngày tuổi đến với em chúc tình chi ngộ, một mối duyên hờ xin gửi lại cố nhân. Lần trước đến với em thì là lỡ chiến sang ngang, giờ trở lại em đã lìa cõi thế. Thì thôi đôi chiếu này đặt lên nấm mộ, để kẻ ra đi được ấp ủ linh hồn. Em ơi dù tôi với em chưa biết đổi quen tên, nhưng hình ảnh đó tôi mãi tôn thờ trong tâm tường. Đêm đêm nhớ bóng thương hình đôi chiếu chung tình xin đắp mồ người. Quá tuyệt vời luôn. Anh là người đầu tiên mà hát cái giọng giống chú cậu Năm. Tôi hồi giờ ở đây em bắt gặp luôn á. Quá tuyệt vời. Anh có thể chia sẻ là anh đam mê từ hồi nhỏ vô luôn ha. Quá tuyệt vời luôn á. Cái giọng anh ná giống cậu Năm. Anh có thể chia sẻ là anh mê chú Vũ Linh từ lúc nào và cỡ 10 tuổi mấy tuổi nghe Vũ Linh hát nhiều. Dạ, anh ấn tượng nhất là bữa nào? Như là Phấn Hương Độc Nhãn rồi là những tuồng đóng hồi lúc đó là chú đóng rất là hay. Cái giọng chú nó quang nghe đã quá ha. Trong mà nó trong queo luôn á. Nghe nó thích. Chú năm nay bao nhiêu tuổi chú? 48. 48 hả? Dạ. Dạ anh này 48. Là hai vợ chồng anh là ở Bình Phước là từ tháng về con chú luôn. Học phi sáp lắm. Từ đó lên đây khoảng bao nhiêu cây chú? Hơn 100 cây á. Hơn 100 cây. Sao chú đi chảy chứ hả? Đi có chuyện có dịp rồi kêu ghé đi. Vô Vũ Linh đốt cho. Anh em mới vô là giờ anh nói là anh hát ca cổ giống chú Vũ Linh lắm hay rồi. Khi là đúng là rất là hay luôn. Dạ, cũng nhiều tuồng lắm. Nhiều lắm á. Lệnh Chị Nã thuộc nhiều lắm. Anh làm con đại đoạn Chị Nã đi. Chị Nã hay lắm á. Cái giọng của chú Linh hát Chị Nã hay. Sau này là anh đi công tiền hát một con người bằng
chú năm hát không qua vườn lên đâu, chú hát bài hát không vui. Dạ. Theo như con nghĩ là chú hát rất là hay, bà con rất thích á, chú có thể nào tặng thêm một đoạn nữa cũng được. Dạ, tặng cho chú Năm. Dạ. Cũng như là cái nãy là chú tặng cho là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đúng không chú? Bây giờ tặng cho khán giả đi. Nó chú hãy tặng cho bà con khán giả thì theo như con nghĩ là bà con sẽ khen chú hay á. Tại vì mấy con đó là nói bằng lời thật sự chứ không phải là nói để cho chú hát, dạ, hát để giờ để cho nó, anh em quay clip đâu. Thôi giờ chưa có một ai mà về đây hát cái giọng bây giờ na ná giống chú. Đó, na ná giống luôn á. Là na ná. Dạ. Quá hay luôn rồi chú ơi. Ca khúc độc thủ đại hiệp. Dạ, mua y bài tủ luôn á. Độc thủ đại hiệp. Rồi, chúng ta đi. Dạ. Trời ơi tôi đã mất cánh tay, tức nghĩa phụ thù đi vùi sâu dưới lòng đất mẹ. Nghĩa ân sư chồng cao từ núi, mà tôi chỉ còn là hạt bụi biết đến bao giờ mới trả lại thăm ân. Để đáp đền chén cơm anh áo, nhưng đã mang thân tàn phế chạy thêm lụy phiền cho người báo hộ mà thôi. Phương Cương ơi đâu phải em cố tâm chỉ một phút ghen hờn, tội em ngu thần đang chết, chờ xong làm gì khi vừa đánh mất lương tâm. Tiểu thơ xin tiểu thơ hãy xem tôi như chiếc lá cuối thu rụng rơi bên cầu sao cơn giông lá đù. Dù tiểu thơ có bàng hoàng cơn ác mộng, có buồn lòng thì tiểu thơ chết đi, thì tôi cũng đã trở thành là một phế nhân sống thừa trên mặt đất. Thì tiểu thơ chết làm chi giữa thời xưng sắc, chết làm chi khi mộng ước chưa tròn. Tôi mất đi cánh tay thì chỉ có một lần buồn, còn tiểu thơ quỷ mạng đi rồi thì biết bao nhiêu người phải khổ đau. Vậy thì thôi tiểu thơ cứ an vui mà sống, hình hài này sẽ không còn vướng bận tiểu thơ. Cánh tay này đã bị chặt rồi, còn đâu những đêm trăng tình đắm miên say, còn đâu ai sẽ ngã trọn trong vòng tay tôi nữa. Quá tuyệt vời luôn. Lâu lắm mới nghe lại cái trích đoạn Phương Cương trong độc thủ đại hiệp. Phương Cương Phương Cương trong bài độc thủ đại hiệp á. Anh này hát giọng cổ quá. Lúc mà Tề Như Phương đã chặt đứt cái tay của Phương Cương. Hay luôn á. Hay quá. Anh hát rất là hay luôn. Chứ anh hát cái đoạn với Tương Lan đi, đoạn với hai đầu cuối á. Quá tuyệt vời. Rồi à. Không gì tả bằng luôn á. Phải nói là một cái giọng ca rất là hay. Rất là hay. Anh nói rồi, em nói thật nha. Em chưa thấy một cô chú nào về mà hát cái giọng gọi là na ná, gọi là na ná. Rồi, xin mời anh tiếp tục một bản ca. Anh làm bản nữa đi. Cái góc này cho đẹp nè. Để hát tặng chú. Anh em qua đây nè, qua đây cái góc này cho đẹp. Này anh làm đây show luôn nha. Nước hả? Đó là nay chai nước anh tư kho hết rồi. Giờ chỉ còn bia thôi, xin bia, đúng rồi, bia đi. À, xin nước của cậu Năm đi, cậu rồi đó. Xin lập cậu Năm đi. Quá hay. Cậu Năm cho giọng. Dạ mấy anh ơi, ớp giùm em đi ha.